Hôm nay là ngày 24 tháng 12, hai tay đua An Minh và Nga Linh chuẩn bị xuất phát. Linh không được làm lao vào đấy hỏng xe. Hỏng xe nhá. Kỷ niệm đêm Noel đấy, hai bạn phi kinh quá. Tí nữa Linh chuyển chân kia đi nhá. Linh phải lái được hai chân đấy nhá. Minh tránh em ra. Phanh lại đến gần em thì phanh lại. Mình hôm nay trượt phải...